Hello mọi người, hôm nay mình sẽ ăn món măng chấm muối ớt nha mọi người ơi. Măng luộc, chấm muối ớt nha. Mọi người cùng ăn nha. Mình muốn thay măng gặp ớt, nó càng làm cho cái độ cay nó khó chịu hơn, rất là cay luôn. Ngon nhưng mà rất cay mọi người. Cảm ơn mọi người.